ngồi đây làm gì vậy? Để tôi coi coi. Chỉ là một con mèo cực kỳ vô dụng đó. Cậu sao lại chơi hình hào à? Sao hắn cái thẻ nó mở cửa gần cửa? Thiệt là lạc lõng mà. Bên trái. Chỗ bên này cả. Ví dụ mèo cậu thôi à? Vậy. Mùa hè đúng rồi còn mặc bộ này. Trời bạc xà thiên đó, nhưng sao lại chơi hình hào à? Chọn bên phải đi. Chuyển dụng bên đó. Thay hồ sâu dạ. Nhưng tôi chơi nó nóng trông gì vậy? Tao biết chơi không vậy?